truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Đi đường dài thực sự gian nan, tôi tự hỏi cái sự bền vững có dành cho tôi không. Tôi nghiên cứu tình hình và nhận ra muốn tiếp tục con đường thương mại điện tử thì phải xây dựng một hệ sinh thái bán buôn trên nền tảng công nghệ, nơi mà mỗi thành viên đều có thể trở thành một đại lý bán hàng. Nhìn ra mục tiêu, tôi dồn toàn bộ nguồn lực để xây dựng ứng dụng. Sau hơn nửa năm xây dựng, sửa rồi hoàn thiện, Akia của tôi ra đời. Tôi là Nguyên Khang, từ những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công. Xin kính chào quý vị và các bạn. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACM Holdings, kiêm nhà sáng lập Akia. Tiếp tục với câu hỏi, bạn sẽ làm gì? Các CEO trong câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công đang bàn luận rất là sôi nổi ở căn phòng kế bên. Chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với Cà phê CEO. Chúng ta kinh doanh app, tức là hệ sinh thái để chúng ta kết nối cung và cầu, hay chúng ta bán sản phẩm? Cái bài toán xa hơn là gì? Là chúng ta phải có một cái bộ phận chuyên tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu và phân tích thị trường. Thì đây là một cơ hội rất lớn để chúng ta giải phóng hàng tồn kho. Chúng ta sẽ phân nhóm các cái member. Tôi có hàng trăm ngàn member bán hàng cho tôi mà. Tôi có app bán hàng chủ động. Xem lại cái vấn đề bây giờ chúng ta có nên nhập hàng về chúng ta bán hay không? Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng thấy bài toán trở nên khó khăn hơn. Và không biết là với CEO Nguyễn Trung Kiên thì anh sẽ lựa chọn cái giải pháp nào để giải quyết cho doanh nghiệp của mình. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với CEO Hành Động. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thay đổi về chiến lược, tôi đã giải quyết dứt điểm bài toán tồn kho, tạo vòng quay vốn nhanh hơn và ổn định hơn. Từ một nhà đầu tư ngắn hạn, trở thành một founder với ước mơ xây dựng một thương hiệu lớn mạnh là một hành trình đầy gian nan. Tôi biết rằng phía trước còn rất là nhiều chông gai, nhưng tôi tin mình sẽ là một vị thuyền trưởng vững vàng và quyết tâm để đưa con tàu doanh nghiệp ra biển lớn. Quý vị tìm ra được bài toán để giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp của mình khi mà CEO Nguyễn Trung Kiên đã quyết định xây dựng một hệ sinh thái và rút mình vào ở vị trí chỉ là trung gian. Chúng ta cũng thấy được anh đã phần nào gỡ khó được cho doanh nghiệp của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với những nhân vật khách mời. Mời quý vị cùng đến với bàn tròn CEO. Cái case của anh Kiên này rất là hay. Nó không chỉ dành cho startup không, mà nó dành cho cả những cái doanh nghiệp đã trường tồn, đã tồn tại ở thị trường Việt Nam rất là lâu mà có thể người ta chưa nhìn thấy được. Tôi luôn có một câu rằng là người lớn đến đâu thì may áo tới đó. Thì khi mà chúng ta chưa có cộng đồng thì chúng ta không thể hợp tác với các doanh nghiệp mà có các sản phẩm tốt được. Chúng ta không thể đi tắt đón đầu được. Thì chúng tôi biết rằng là phải tận dụng sức lực của các doanh nghiệp khác. Kiên đã đi qua một cái chuỗi mà tôi gọi là khốn nhi tri, tức là tri thức quản trị đến từ khốn khó. Thật sự em đã chạm đúng cái chân lý để làm một cái nhà doanh nghiệp. Thưa quý vị, câu chuyện của CEO Kiên chắc chắn sẽ là những bài học rất là quý giá để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Và đặc biệt đối với những startup đang có ý định là chúng ta sẽ khởi nghiệp thì hãy suy nghĩ đến cách làm thế nào để phát triển doanh nghiệp của mình, nhưng đồng thời gắn kèm với cái ý nghĩa làm thế nào để giảm đi cái chỉ số lãng phí. Đó là một cái khái niệm mà chúng tôi với cá nhân của Nguyên Khang học được rất là nhiều thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay.